Sao? Có ông sợ là để sáng thế này là vẫn tốt. Để sáng thế xuống nhìn đi vô đi, để sáng thế này nhưng mà vẫn sáng chưa bao nhiêu để không này chưa. Nè. Mấy cái background à, chưa đẹp này. Rồi nghĩ vào rồi. Rồi. Nhi ơi con thấy chưa? Con thấy chưa Nhi ơi? Hello. Nhi ơi. Nãy giờ con làm gì đó? Con làm gì đó? Thế sao nãy giờ con lên rồi mà cô vẫn không nghe con trả lời? Con biết. Nhưng mà con đi bà. Là sao? Nhưng mà lên con đi đó mà. À không, mới đây này, mới đây hồi mấy phút đây này. Ok. Vậy cái bài viết đó con, cái bài nói đó con đã làm chưa? Bài lớn nào Bài nói về về cái phòng bếp của con ấy. khi nào Về kitchen cô gửi qua bên nhóm, cô gửi qua bên nhóm. bài nhóm á. Trong nhóm ấy Cô có gửi qua cho con không? không, hình như cô quên, cô không gửi, cô gửi qua nhóm bên trong, cô không gửi cho qua cho con. Nhưng mà hình như con không có gì cả. Ok, cái đó là bài nói, vậy cuối giờ mình sẽ nói nha. Ok, bây giờ mình sẽ listen cho xong cái phần hôm bữa này. Trước khi listen thì con sẽ nhìn vào bức tranh. Con để cái điện thoại lên tí nha, cô không thấy rõ mặt của con. Con dùng máy tính không? Ok, vậy bây giờ con nhìn nhìn tranh nha. Nhìn tranh và nhìn cái này thì mình sẽ Con đề. lát là sao rồi? Ok. Nhưng mà nhìn vẫn còn nhiều nhiều ô lộn xộn vẫn chưa tìm được phải không? Bên Hai này một cái chưa vậy này, một bên, hai bên. Ui, cô thấy còn nhiều ô hơn cả lần trước nữa. tại vì anh con ngồi đây cho anh con là lộ sao biết. Cô thấy còn thấy con nó có nhiều còn lộn xộn hơn lần trước. Ok, bây giờ con nhìn vào trong một tuần mình có bao nhiêu ngày? Đó. Seven. Seven days start from, bắt đầu từ ngày, bắt đầu bằng ngày Monday. Monday.
and Thursday. Tuesday. Ok, lát nữa con làm cái đó sau nha. Con nhìn vào đây này, nếu như mà nghe con không nhìn bài trước thì sẽ không nghe, không hiểu luôn ấy. Tuesday, tiếp theo là ngày thứ mấy? Wednesday. Wednesday and Thursday. Thursday. Tiếp theo? Friday. Friday. Saturday. Saturday and Sunday. Sunday. Okay, vậy in picture one, in picture one, con nhìn thấy gì nhỉ? Đây là nơi nào? Thành phố. Okay, maybe it's a city. So, how many people can you see in the picture? Con nhìn thấy một người da đen đang ngồi, không biết có phải anh xin không? Trong nên này thì cô không biết là tại vì nếu như mà khi nghe thì người ta sẽ không mô tả kỹ như vậy. Thì bây giờ mình sẽ nhìn vào trong bức tranh thôi, thì cô thấy ở đây là có con đang nhìn thấy một cái xe tải một cái xe ô tô 4 chỗ đang kéo một cái thuyền hai. Ok, đang so một thuyền để có thể đi câu cá kiểu là điều không cần nói nhiều. Ok, vậy picture number 2, where is the boy? Bức hình thứ hai thì con nghĩ là bạn này đang ở đâu? Thứ hai, con nghĩ bạn này đang đi ở trên con một con phố. Con phố, right? Can you see? Can you say it in English? Yeah. Okay. Vậy trong con phố, trong này con thấy gì đó? Con thấy cửa hàng. Yeah, một cái cửa hàng. Con người, xe cộ. Cars. Vậy nếu như mà con không nói được nguyên câu thì mình sẽ cố gắng nói từng chữ. Con hãy những chữ mà con thấy car, con sẽ là car. Và ở đây là có gì nhỉ? Books. À, có books. Rồi, bức hình number 3. Number 3 là bạn ý đang con không bỏ cái máy tính xuống được à? Cô chỉ thấy có cái trán của con thôi. Rồi, ok, that's better. Number 3. Number 3. He at home. Yeah, he's watching TV. Okay, very good. Number 4. In the stream. Oh. He is picnic. Yeah, picnic. Cái chẳng nghe bơi ở công viên à? Có thể là picnic ở bờ hồ, bờ sông thì picnic ở đâu cũng được mà. Ở bờ sông này, river, beach, hoặc là a park. Ok, thì con đã thấy được picnic và bạn này đang swimming. A picture number 6. Picture number 6. Number 6 là okay, vậy cái này là boat. Vậy lát con sẽ nghe boat. The boat sẽ có là how many people are on the boat? So two people are on the boat. Rồi bây giờ mình nghe nha, để nghe cái ví dụ trước rồi xong con mới hình dung ra được là con phải nghe và cần điền vào cái gì. Cô sẽ chia sẻ chuột này, nếu như con nghe được thì con thể gạch kéo đến. Okay. Example. Part 3. Look at the pictures. What did Jim do last week? Nhi. Listen. Con đừng bấm. Con bấm nó thấy hết đáp án rồi. Con thả chuột ra cho cô với nè. Con bấm là thấy hết đáp án rồi. Khi nào con nghe được thì xong thì con sẽ bấm nha. Okay. Cô sẽ dừng lại từng cái. Okay. Listen. Part 3. Look at the pictures. What? Yeah. What did Jim do last week? Listen and look. There is one example. Hello, Jim. What did you do last week? Well, on Saturday, when it rained,
I helped Mum. We painted my bedroom. Wow! It looks great now, Aunt Lucy. Can you see the line from the word Saturday? On Saturday, Jim painted his bedroom. Now you listen and draw lines. 1. What did you do on Friday? We went shopping. It rained that day. That's right. Where did you go in the town? Only to the supermarket to buy some food. Okay, vào ngày thứ mấy con? Cái đó đầu tiên là vào ngày thứ mấy? Thursday. Thursday. With picture. Bức hình. One. Vậy Thursday là bạn này đi đâu? Đi shopping vào thứ năm. Okay, Thursday. Okay. Tại vì hồi nãy con đã bây giờ cô đang Ngân chia sẻ chuột. Bây giờ cô sẽ nghe và Ngân lại từng bức hình một nha. Ngân à, lúc vừa nãy là 36 độ C nắng. Bây giờ tự nhiên là 34 độ C mưa nhỏ à? Nhưng mà trời ở đông này sắp bão mà. Miền Trung sắp có bão, không biết có ảnh hưởng ngoài con không? Mà cô nghĩ là chắc là không, nhưng mà vẫn mưa lắm. Okay. Two này. Two. What did you do on Wednesday? We drove to a lake. I went with my friend and his parents. Oh, what did you do there? We had a picnic. And did you swim there too? Yes,